Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, đến sáng sớm hôm nay, quá trình ít mây ở phía đông tiếp tục là nguyên nhân mang lại nền nhiệt thấp từ 9 cho đến 14 độ ở khu vực đông bắc. Riêng vùng tây bắc thì do tác động của những nhiễu động đang có biểu hiện hình thành trên mực 1,5 km đã khiến cho trời nhiều mây vào ban ngày, nắng muộn hơn và nhiệt độ sáng nay ở vào khoảng từ 14 cho đến 16 độ, trời ấm hơn khu vực phía đông. Dự báo trong hôm nay phía đông ban ngày vẫn duy trì khô ráo nhưng độ ẩm sẽ dần có xu hướng tăng. Và từ đêm nay, vùng tiếp giáp với Tây Bắc có khả năng là chuyển mưa rào ở vài nơi. Các tỉnh như là Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, vùng Lào Cai cũng như là ở khu vực của Yên Bái thì có mưa rào rải rác. Trường gió đông bắc đang hoạt động yếu dần, gió đông ở địa cao cận nhiệt đới cũng đã đi vào ổn định. Do vậy mà xu hướng mưa ở miền Trung sẽ không tăng. Dự báo hôm nay ở khu vực từ Huế trở vào cho tới Phú Yên vẫn xảy ra tình trạng mưa rào và rông ở diện vài nơi. Lượng mưa phổ biến là từ 10 đến 15 mm một ngày và thời gian mưa thì thường vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Các tỉnh thành ở phía Bắc từ Thanh Hóa cho tới khu vực của Quảng Bình phổ biến chỉ còn mưa ở một vài nơi. Tuy nhiên đây là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của vùng lạnh nên là trời rét và nhiệt độ thấp nhất chỉ ở vào khoảng là từ 15 cho tới 17 độ. Ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết tiếp tục khô giáo, mưa vài nơi không đáng kể. Nhiệt độ cao nhất ở Tây Nguyên lại tăng dần lên ngưỡng 28 đến 31 độ do không còn tác động của khối khí lạnh. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất có nơi đạt ngưỡng nắng nóng, đó là 35 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết trên các đô thị lớn được dự báo như sau. Thưa quý vị và các bạn, nhiệt độ sáng sớm nay ở Hà Nội vẫn chỉ dao động xung quanh ở mức là từ 15 cho tới 16 độ. Ở vùng ngoại thành thì sương mù nhẹ dần hình thành từ chiều muộn đêm hôm nay. Ban ngày thì trời sẽ có nắng muộn hơn. Nhiệt độ cao nhất ngày dao động là từ 20 cho tới 22 độ, trời khô ráo, thuận lợi cho các hoạt động lưu thông, tuy nhiên thì lại ảnh hưởng đến làn da. Do vậy mà việc chăm sóc và giữ ẩm cho làn da và mùa đông của trẻ em cần phải lưu ý. Dự báo sang ngày mai và ngày kia thì độ ẩm sẽ tăng dần trên khu vực. Tình trạng mưa nhỏ và sương mù cũng dày hơn vào thời điểm đêm và sáng sớm ngày mùng 9. Vì vậy, khi mà lưu thông vào thời điểm này, quý vị và các bạn cần phải lưu ý bật đèn pha và hạn chế tốc độ. Ngày hôm nay, thời tiết trên thành phố biển Hải Phòng cũng chưa có nhiều thay đổi. Nhiệt độ trong ngày giao động ở mức từ 14 cho tới 21 độ, trời vẫn còn khô ráo và không mưa. Ở vùng ven vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc hoạt động yếu dần và dự báo sau ngày hôm nay thì gió sẽ giảm tiếp xuống mức dưới cấp 4, không còn nguy hiểm cho hoạt động ra khơi của tàu thuyền. Dự báo xa hơn từ ngày mùng 10 đến khoảng ngày 14 thì do chưa có một đợt gió mùa đông bắc nào tràn xuống nên tình trạng biển tương đối ổn định, bà con có thể lên các kế hoạch đánh bắt hải sản xa bờ. Trong khi đó, xuống đến thành phố miền Trung, Đà Nẵng, trong hôm nay thì trời tiếp tục nhiều mây, có mưa kéo dài cả ngày nên nhiệt độ sẽ chỉ dao động ở trong ngưỡng từ 22 cho đến 27 độ. Người dân khi lưu thông cần phải mang theo các vật dụng che mưa tiện ích. Mưa có khả năng là còn tiếp tục duy trì sang đến ngày mai, sau đó thì mới giảm dần nên là ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời và du lịch của du khách. Phải cho tới ngày mùng 10 thì thời tiết mới dứt mưa và có nắng trở lại vào buổi trưa chiều trên khu vực. Như vậy tại thành phố Đà Nẵng, nhiều ngày nay do vẫn có mưa liên tục trong ngày nên là độ ẩm không khí duy trì cao ở mức là trên 80%. Bà con cần phải lưu ý công đoạn bảo quản đồ khô, tránh ẩm mốc. Thời tiết tại thành phố Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay cũng như là một vài ngày sắp tới khá là ổn định, phổ biến là không mưa. Ban ngày thì trời có nắng nhiều với nhiệt độ cao nhất trưa chiều có thể lên đến mức là 34 cho tới 35 độ. Còn đến thời điểm chiều tối về đêm thì nhiệt độ có thể xuống ở mức là 24 độ. Toàn bộ các tỉnh thành miền Đông đều có nắng sớm với số giờ nắng vượt trên 9 tiếng. Bà con cần phải tranh thủ nguồn năng lượng tự nhiên để hong phơi các đồ nông thủy hải sản và tiến hành khai thác chế biến đồ khô. Mùa mưa ở khu vực này đã bước vào giai đoạn kết thúc, bà con có thể bắt đầu những kế hoạch lao động sản xuất của thời kỳ mùa khô sắp tới. Không có quá nhiều khác biệt so với thành phố Hồ Chí Minh, thời tiết tại thành phố Cần Thơ phổ biến là ít mưa, ban ngày có nắng, nên nhiệt độ ổn định ở trong khoảng từ 25 cho tới 33 độ. Thời tiết này hoàn toàn phù hợp cho việc nuôi trồng chăm sóc các loại tôm giống của bà con nơi đây. Tuy nhiên thì trưa chiều do độ ẩm không khí giảm xuống thấp, trời khá khô nên quý vị cần lưu ý là bổ sung nước cho cơ thể. Chúng ta chỉ nên uống nước lọc, tránh những loại nước uống có vị quá ngọt hay là màu sắc quá đậm bởi khả năng chúng có chứa hóa chất gây nguy hại đến sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của Đài truyền hình số thố VTC. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo trong ngày.